Câu chuyện Hoa hồng tập 25, 26, khán giả nổ tung vì câu hỏi của Lâm Thanh Tân. Tiết mục hôn nhân của Hoàng Diệp Mai và Phương Diệp Băng càng ngày càng tăm hối hơn dù cuộc sống cả hai dần khá giả. Mặc dù đã được cô nhắc khéo, Phương Diệp Băng vẫn không nhận thức được sự kiểm soát thái quá của mình. Kể cả những người anh em cùng anh xây dựng sự nghiệp cũng không chịu nổi sự độc đoán của anh. Bài viết có tiết lộ nội dung phim Câu chuyện Hoa hồng tập 25, 26 có bối cảnh thời điểm đa năm sau sinh của Hoàng Diệp Mai, Lưu Diệp Phi. Mẹ chồng của cô ngoài mặt tận chăm sóc, nhưng trong lòng lại khó chịu vì cô sinh con gái và quyết định về quê. Diệp Mai ở nhà, tập trung chăm sóc tiểu sơ suốt 3 năm đầu. Công ty của Phương Hiệp Văn, Lâm Thanh Tân dần phát triển, kinh tế gia đình khấm khá hơn, trả trước cả khoản vay mua nhà. Nhưng những rạn nứt trong hôn nhân lại ngày càng sâu. Tranh thủ thời gian dài, Hoàng Diệp Mai học và thi đạt chứng chỉ sư phạm lẫn tâm lý học. Cô không giấu mong muốn được làm việc để độc lập trong cuộc sống. Tiểu sư giúp đi học mẫu giáo, Hoàng Diệp Mai tranh thủ tìm việc khiến Phương Hiệp Văn không hài lòng. Anh cố chấp từ tiểu đặt ông xây nhà, đàn bà xếp đồ ấm, ép hoa hồng ở nhà nội trợ, vượt cô tiếp tục sinh con, không đi làm. Ngày Diệp Mai ở cứ, Tô Cánh Sinh, Vạn Khiến đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con Phương Hiệp Văn. Cô nhận ra Hiệp Văn tự ti đã biến đổi thành kẻ ra trường và áp đặt. Nhân buổi tới thăm công ty của anh, Tô viên anh không nên đem sự kiểm soát trong công việc áp dụng lên con người. Nhưng lời nói của cô là vô nghĩa với Phương Hiệp Văn. Trong cuộc cãi vã với Hoàng Diệp Mai khi thấy vợ nhất quyết tìm việc, anh đã hét lên rằng em quá sức đi làm mà không quá sức sinh con trai à. Lời thoại này lập tức khiến cư dân mạng xứ Trung nổ tung. Câu nói này đã khiến cho sự đồng cảm, thương xót mỏng manh nhất mà người xem dành cho Phương Hiệp Văn tan biến. Đây cũng là câu nói cho thấy sự bộc phát của lối suy nghĩ khổ hủ, giáo hiệu của anh. Cnet không ngừng báng nhiếp nhưng cũng cẩn thận ghi rõ đó là lời dành cho nhân vật Phương Hiệp Văn, không phải với Lâm Thanh Tân. Phần vì anh ngại, có ý đùa rằng sự nam diễn viên vào diss ngược do tiền lệ cạnh hàng ăn chỉ phán xuyên đêm của anh. Tí tài khoản SVP của nền tảng sẽ chiếu trước một tập, nên không ít Cnet bộc bạch đã chấp nhận đập tiền làm mưa cơn giật bằng cách nâng hạn xem. Bởi tập sau của câu chuyện Hoa hồng, khoảng Diệp Mai sẽ đề nghị ly hôn.